5 cầu thủ Việt kiều khoác áo đội tuyển Việt Nam gồm có ai? Sau Đặng Văn Lâm và Nguyễn Philip, Jason Quang Vinh, Le Gray Adoming, Kai Colonna, Victor Lê hay Patrick Lê Giang có thể sẽ trở thành những ngôi sao Việt kiều tiếp theo khoác áo đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh huấn luyện viên Kim Sang-sik cần phải có những sự đột phá mới. 5 cầu thủ Việt kiều tiếp theo khoác áo đội tuyển Việt Nam gồm có những ai? Ngay trước thềm V-League 2023-2024, cả VFF và VPF thông qua quy định cho phép các câu lạc bộ dự giải đấu này đăng ký một cầu thủ Việt kiều chưa có quốc tịch Việt Nam theo tư cách là nội binh. Ngay lập tức, các câu lạc bộ đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để mà tìm kiếm cầu thủ Việt kiều nhằm bổ sung vào đội hình. Những bom tấn như Nguyễn Philip, Patrick Lê Giang hay là những gương mặt mới toanh như là Pierre Ramothe, Ryan Hà, Victor Lê hay Trường Quốc Vinh đã có cơ hội để mà thử sức tại V-League và tạo ra những ấn tượng nhất định. Trước thềm V-League 2024-2025, VFF và VPF tiếp tục mở rộng suất cầu thủ Việt kiều cho các câu lạc bộ dự giải lên thành 2 người. Nhiều đội bóng đã tận dụng điều này để mà tăng quân số cầu thủ Việt kiều, qua đó tăng thêm chất lượng cho đội hình. Theo như thống kê, tại V-League 2024-2025 có 10 cầu thủ Việt kiều, bao gồm đã có quốc tịch Việt Nam và chưa có quốc tịch Việt Nam gặp mặt. Với số lượng cầu thủ Việt kiều thi đấu tại V-League ít hơn so với V-League 10 so với 12, nhưng lại được đánh giá cao hơn về mặt chất lượng. Cụ thể, 10 cầu thủ Việt kiều có tên trong bản danh sách tham dự V-League gồm có Kai Colonna của Hà Nội FC, Jason Penden Quang Vinh, Nguyễn Philip, Patrick Lê Giang, Giang Nguyễn, Adriano Smith, Le Gray Adoming, Victor Lê, Thomas Dương Thanh Tùng của câu lạc bộ Bình Định. Trong số 10 cái tên kể trên, 3 người đã có quốc tịch Việt Nam và cũng đã khoác áo đội tuyển Việt Nam, gồm Nguyễn Philip, Adriano Smith và Mạc Hồng Quân. Nguyễn Philip hiện là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam. Adriano Smith từng được gọi dưới thời của ông Park Hang-seo, còn Mạc Hồng Quân thì lại đang khoác áo những chiếc binh sao vàng trước như năm 2020. Thời gian tới, đội tuyển Việt Nam có thể đón thêm các cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở V-League gồm có Jason Quang Vinh, Le Gray Adoming, Kai Colonna, Victor Lê hay Patrick Lê Giang. Jason Quang Vinh là cái tên mà câu lạc bộ Công an Hà Nội đã chi hàng triệu đô để mang về hồi mùa hè vừa qua. Cầu thủ có bố người Pháp và mẹ là người Việt đang chơi ổn định trong màu áo mới ở cả V-League và giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á. Jason Quang Vinh cũng đang làm thủ tục để mà lấy quốc tịch Việt Nam. Khi mà việc này hoàn thành, ông Kim Sang-sik có thể đưa anh lên với đội tuyển Việt Nam. Le Gray Adoming là cái tên đã gây ấn tượng mạnh trong chiến thắng 1-0 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước Thép Xanh Nam Định ở vòng 1 V-League 2024-2025. Trung vệ Việt kiều Pháp cao 1m80 này chính là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Không những vậy, Le Gray Adoming còn kết hợp với Narimento phong tỏa thành công tiền đạo Empande, qua đó giữ sạch lưới. Tuyển Việt Nam từng dư thừa trung vệ với sự có mặt của Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Trung hay Bùi Hoàng Việt Anh. Tuy nhiên, thời gian qua, một loạt gương mặt này sa sút phong độ hoặc là chấn thương khiến đội tuyển rơi vào thế khó. Với phong độ cao như hiện tại, Adoming có thể cạnh tranh một suất đá chính ở đội tuyển nếu như hoàn tất thủ tục nhập tịch. Victor Lê đang có mùa thứ 3 chơi bóng tại V-League, cựu tài năng trẻ của CSKA Moscow và đang tạo dấu ấn tại câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cần phải biết rằng Victor Lê mới 21 tuổi, còn nhiều tiềm năng và cả cơ hội để mà khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tôi rất muốn được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam nếu như có cơ hội, bởi nơi đây là nhà, nơi mà bố tôi đã sinh ra và cả lớn lên, Victor Lê chia sẻ. Kai Colonna là một trong số ít tân binh của Hà Nội FC đang chơi tốt. Cầu thủ có mẹ là người Việt Nam và bố là người Mỹ này đã đá chính cả 3 trận, góp công giúp đội bóng thủ đô giành được 6 điểm, có cơ hội vươn lên vị trí số 1 nếu thắng câu lạc bộ Công an Hà Nội ở trận derby vào ngày 19 tháng 10. Tôi được mẹ kể về Việt Nam từ khi còn bé và bà ấy thường nấu cho tôi những món ăn Việt truyền thống. Tôi luôn mong có một ngày có thể trở về nơi đây. Giờ tôi đã hiện thực hóa ước mơ và muốn nhiều hơn thế. Tôi sẽ cống hiến hết mình và cùng đội bóng hướng đến vị trí cao nhất trong mùa 2024-2025. Colonna chia sẻ thêm rằng khao khát và cả mục tiêu lớn nhất của anh là được khoác áo tuyển Việt Nam trong tương lai. Patrick Lê Giang từng rất hy vọng sẽ có được quốc tịch Việt Nam khi về với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Nhưng sự xuất hiện của Nguyễn Philip khiến mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ. Patrick Lê Giang chuyển đến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh theo dạng cho mượn và đã tỏa sáng, vượt mặt cả Philip Nguyễn cũng như các đồng nghiệp khác để mà giành danh hiệu thủ môn hay nhất V-League 2023-2024, lọt vào đội hình tiêu biểu của mùa giải. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đề nghị Patrick Lê Giang gia hạn hợp đồng nhưng anh từ chối. Cầu thủ này sau đó ký hợp đồng với 3 câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có điều kiện chiến hạm đỏ phải hỗ trợ anh lấy quốc tịch Việt Nam. Patrick Lê Giang từng cho biết anh luôn ước mơ có một ngày nào đó được khoác áo đội bóng quê cha. Trong thành phần đội tuyển Việt Nam lúc này có một cầu thủ Việt kiều không thi đấu ở V-League, đó là Đặng Văn Lâm. Theo đó, khi mùa giải 2023-2024 khép lại,
thủ môn Việt Kiều Nga đã quyết định rời câu lạc bộ Bình Định để chuyển xuống hạng nhất khoác áo câu lạc bộ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây anh lại được điều chuyển ra khoác áo câu lạc bộ Ninh Bình theo dạng chờ mượn. Huấn luyện viên Kim Sang-sik ra quyết định chưa từng có ở đội tuyển Việt Nam. Ông Kim Sang-sik hiện có thể đưa ra những quyết định mới về nhân sự của đội tuyển Việt Nam kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 6 đến nay. Tuyển Việt Nam hiện đang tích cực để tập luyện hướng đến trận đấu giao hữu với đội tuyển Ấn Độ có hạng 126 thế giới, là đối thủ duy nhất trong đợt FIFA đầy tháng 10 năm 2024, sau khi mà tuyển Liban không thể sang thi đấu theo kế hoạch vì những lý do ngoài bóng đá. Để chuẩn bị cho màn so tài trên sân Thiên Trường vào ngày 12 tháng 10 tới đây, ông Kim Sang-sik đã triệu tập 27 cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam. Với sự trở lại của nhiều cựu binh như là Văn Quyết, Tô Văn Vũ, Châu Ngọc Quang, Bùi Hoàng Việt Anh, bên cạnh những tài năng trẻ như là Thái Sơn, Đinh Bắc, Vĩ Hào, Quốc Việt và Trung Kiên. Kể từ khi tiếp quản đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6 năm 2024, ông Kim Sang-sik vẫn giữ một thói quen triệu tập một số lượng khá lớn các cầu thủ trước khi ông rút gọn lực lượng hoặc là thay đổi danh sách đăng ký thi đấu những chiến binh sao vàng với 23 cái tên chính thức. Điều này đã xuất hiện ở 4 trận đấu đã qua của đội tuyển Việt Nam dưới thời của tân huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc, với 2 trận đấu chính thức gặp Philippines thắng với kết quả 3-1 và Iraq để thua 1-3 ở vòng loại 2 World Cup 2026, gặp Nga để thua 0-3 và Thái Lan với thua 1-2 ở giải giao hữu quốc tế. Tuy nhiên tại đợt FIFA đầy tháng 10 năm 2024, nhiều khả năng là ông Kim Sang-sik sẽ có những quyết định chưa từng có khi ông giữ nguyên quân số 27 cầu thủ hiện tại của đội tuyển Việt Nam, tức là không điều chỉnh bản danh sách trước trận đấu giao hữu với Ấn Độ. Được biết, ở lần hội quân này của tuyển Việt Nam có lợi thế khi các cầu thủ đã trải qua 4 vòng đấu tại V-League 2024-2025 nên là đều giữ được nhịp thi đấu với một cường độ cao. Các gương mặt được huấn luyện viên Kim Sang-sik lựa chọn lên tuyển lần này đều đang có phong độ tốt. Do vậy, ông Kim Sang-sik có thể sẽ không rút gọn lực lượng đội tuyển Việt Nam. Được biết là trước khi so tài với Ấn Độ, những chiến binh sao vàng còn có một trận đấu tập với câu lạc bộ Nam Định, nhà đương kim vô địch V-League vào ngày 9 tháng 10. Ở trận đấu này, ông Kim Sang-sik đề xuất không giới hạn số lượng lần thay đổi người mà sẽ tạo điều kiện ra sân cho toàn bộ 27 cầu thủ lên triệu tập lần này. Qua đó có nhận xét đánh giá chính xác nhất về màn trình diễn của từng cá nhân. Trước buổi tập chiều ngày 7 tháng 10, ông Kim cũng bất ngờ thay đổi ban cán sự của đội tuyển Việt Nam khi ông trao băng đội trưởng lại cho trung vệ Quế Ngọc Hải. Hai đội phó được bầu là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Huấn luyện viên của Ấn Độ hứa tung ra đội hình mạnh nhất, quyết giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam. Ông Manolo Marquez khẳng định ông sẽ sử dụng những cầu thủ tốt nhất và đặt mục tiêu thắng Việt Nam trong trận đấu giao hữu trên sân vận động Thiên Trường. Tối ngày 7 tháng 10, đội tuyển Ấn Độ có buổi tập đầu tiên tại Nam Định nhằm đạt được kết quả tốt trong trận đấu với đội tuyển quốc gia Việt Nam trên sân vận động Thiên Trường. Huấn luyện viên Manolo Marquez triệu tập cầu thủ chất lượng từ giải đấu quốc nội. Dù là trận đấu chỉ có tính chất giao hữu, ông Marquez cho biết sẽ lại chọn lựa đội hình tối ưu nhất nhằm có thể đạt kết quả thắng trước Việt Nam. Tuyển Ấn Độ hiện đang tập trung tối đa để hướng đến trận đấu với Việt Nam. Chúng tôi tới đây để cố gắng giành một chiến thắng vào ngày 12 tháng 10 tới. Những cầu thủ được gọi vì chúng tôi nghĩ rằng họ thuộc nhóm giỏi nhất để đấu với Việt Nam. Và rõ ràng là về mặt thể chất, chúng tôi tốt hơn rất nhiều so với thời điểm trước mùa giải. So với đội hình gần nhất đối đầu với tuyển Việt Nam hồi 2022, tuyển Ấn Độ có nhiều sự thay đổi. Một số cầu thủ nổi bật như là Sunil Chhetri, Udanda Singh Kuman hay Shailesh Lingan lại không được triệu tập. Trong đó, cầu thủ đá chính trong trận thua 0-3 trước Việt Nam là Sunil Chhetri đã giải nghệ. Tuyển Ấn Độ hiện giữ lại 8 cầu thủ từng đối đầu Việt Nam trong đợt tập trung lần này. Ngoài nhóm cầu thủ có kinh nghiệm, ông Marquez mang đến Việt Nam nhiều sao trẻ trong nước. Đa số sinh năm 1999, cầu thủ trẻ nhất của Ấn Độ là tiền vệ Larinia Hamlamte. Anh năm nay 21 tuổi và hiện chơi cho Chennai Zin. Ông Marquez nói thêm, tuyển Việt Nam cũng đang trong tình huống tương tự như là tuyển Ấn Độ. Giải vô địch quốc gia của họ cũng đã trôi qua được 4 hoặc là 5 trận. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng đội nào giành chiến thắng sẽ chứng minh rằng họ mạnh hơn đội kia, ít nhất là trong phạm vi trong trận đấu sắp tới. Bản thân huấn luyện viên trưởng Marquez cũng có một thành tích khá ấn tượng trước khi dẫn dắt tuyển Ấn Độ. Ông dành nhiều năm để làm bóng đá trẻ Tây Ban Nha, trong đó có một giai đoạn huấn luyện Espanyol và Las Palmas. Năm 2018 thì ông chuyển đến Đông Nam Á để làm việc, đầu quân cho câu lạc bộ Thái Lan Ratchaburi. Hai năm sau, ông Marquez chuyển tới làm huấn luyện viên trưởng cho hai câu lạc bộ Ấn Độ là Hyderabad và Goa, trước khi thay cho Igor Stimac tiếp quản đội tuyển quốc gia. Trợ lý của ông Marquez là Mahesh Gagwali, cầu thủ từng ghi bàn trong trận chung kết cúp LG năm 2022, giúp Ấn Độ thắng Việt Nam 3-2 ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Ấn Độ diễn ra lúc 18 giờ ngày 12 tháng 10 trên sân vận động Thiên Trường.